hiện như thế này thì chúng em không thể đợi lâu hơn, mà chúng em mời mọi người cùng đi tham quan những tất cả các gian hàng ở đây nhé.
mình phải có một cái sức khỏe rất là tốt. Tiền vô đi nước. Dạ. Tiền ra sao em? Tiền ra giống nhỏ giọt. Nhỏ giọt như cà phê. Và Lina có phải giúp em với khán giả của VMTV? Cảm ơn Mary rất là nhiều về cái cuộc đời của VMTV. Thì thực sự mà nói là Lina lần đầu tiên được phỏng vấn như này. Rất là vui có. Và tôi không biết rằng được Hồ Xuân.